Huyện Lạc Dương, một điểm đến du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Lâm Đồng, vừa tổ chức phiên chợ sản phẩm OCOP lần đầu tiên trong năm 2023. Sự kiện này được xem là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương và góp phần nâng cao giá trị kinh tế xã hội của huyện Lạc Dương. Phiên chợ OCOP tại huyện Lạc Dương được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm hình thành và phát triển của huyện, cũng như để hưởng ứng mùa hội cỏ hồng Lam Giang và sự kiện Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển. Đây là một cơ hội để các doanh nghiệp và chủ thể sản xuất địa phương giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình đến đông đảo người tiêu dùng. Trong suốt 5 năm qua, các sản phẩm của các công ty là doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Dương đã được đánh giá cao và tính đến nay đã có 48 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Điều này chứng tỏ sự nỗ lực và hướng đi đúng đắn của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Phiên chợ OCOP tại huyện Lạc Dương không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh và tiếp thị cho các doanh nghiệp địa phương, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của du khách và người dân địa phương, tạo ra một không gian trưng bày đa dạng các sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại và giao lưu văn hóa giữa các địa phương. Những cái sản phẩm vùng miền, những cái sản phẩm của Lạc Dương là để đến tay người tiêu dùng biết đến. Có nghĩa là nó có sẽ giá trị là từ cái khâu sản xuất tới cái khâu mà chế biến và nó ra thành phẩm. Thì có nghĩa là mang đến cho những người dân họ sẽ biết đến cái giá trị của Lạc Dương. Trong quá trình phát triển các sản phẩm đặc sản Đà Lạt á, thì Talavi cũng có một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Và mình cũng cần những cái chương trình xúc tiến thương mại và thông qua các phiên chợ như vậy thì cũng một phần nào đó giới thiệu cũng như là đem đến giá trị cho người tiêu dùng. Các sản phẩm OCOP tại huyện Lạc Dương hôm nay không chỉ là những sản phẩm chất lượng cao mà còn phản ánh đặc trưng văn hóa và bản sắc địa phương. Đến với phiên chợ OCOP tại huyện Lạc Dương, du khách có cơ hội khám phá và trải nghiệm những sản phẩm độc đáo như trà đặc sản, mật ong, rau sạch và nông sản hữu cơ. Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn mang trong mình giá trị của sự cần cù và sáng tạo của người dân địa phương. Qua những cái phiên chợ nông sản tại địa phương thì chúng tôi đã kết nối được nhiều cái khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu cũng như các cái doanh nghiệp nước ngoài. Thì thời gian vừa qua thì qua các cái chương trình quảng bá tại địa phương, chúng tôi đã có những cái hàng đã xuất khẩu qua được Nhật và các nước ngoài, cũng như các cái sản phẩm được bán tại các siêu thị trong nước. Trong thời gian tới thì Hiệp hội Doanh nghiệp Lạc Dương cùng với câu lạc bộ OCOP tiếp tục phát huy những cái thế mạnh của mình nhằm quảng bá các cái sản phẩm đi xa hơn nữa đến các cái thị trường trong và ngoài nước. Phiên chợ OCOP cũng là một cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tạo sự kết nối kinh doanh. Bên cạnh đó, Trung tâm Trưng bày Sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và giới thiệu các sản phẩm địa phương. Nơi đây trở thành điểm đến để người tiêu dùng có thể tìm hiểu về nguồn gốc, xuất xứ và quy trình sản xuất các sản phẩm OCOP. Từ đó, yên tâm về chất lượng đối với những mặt hàng mà họ lựa chọn tại đây. Phiên chợ OCOP tại huyện Lạc Dương không chỉ là một sự kiện thương mại, mà còn là một cách để tôn vinh và ghi nhận những thành tựu trong việc phát triển sản phẩm địa phương. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc khẳng định thương hiệu và giá trị của huyện Lạc Dương trên bản đồ kinh tế và văn hóa của tỉnh nhà.